Về hoài đi cho mộng mọi người. Cho ai? Cho ai được? Cho bà Tư. Cho bà Tư Phú. Hello, xin chào cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Huỳnh Như đây. Mình với mẹ bây giờ ra vườn đốn chuối nha mấy bạn. Đốn rồi vú chuẩn bị cho lương thực của ngày mai, ngày mốt và ngày kia nữa. Trời mưa sình quá mấy bạn ơi. Lương thực là để chuẩn bị gói bánh tét chuối đó. Hồi bữa không có chuối nên gói bánh tét mỡ đỡ. Mà bây giờ tủ lạnh hết thịt hết mỡ luôn rồi. Cho nên là chuẩn bị gói bánh tét chuối nè. Rồi ăn chuối trừ cơm nè. Quá mệt, đi qua mấy cái này mệt quá. Lô chào các bạn, con chào. Đây là khuôn mặt mấy quý vị của cô Tư. Cái hoài chuối này hôm đó cô chọc bóp á, nó dài tới với đây của họ nè mới chọn. Cái buồn nãy bự hơn hai buồn kia nha. Chuối đen già này, chuối sim đen nấu nó mới tươm ra nè, nó mới tươm ra nè, ngon. Hai mẹ đốn buồn bánh luôn đi. Ôi, hai buồn. Ở đâu có chuối chín là chim hót dư. Nhà mình có cam nè mấy bạn, thấy ngon không? Hồi đó là một vườn cam luôn á mà cha mình đốn bớt rồi cho nên còn có mấy cây à. Hello, cô đọc lá chuối chuẩn bị gói bánh tét chuối. Nay cô có quả chuối, nay nó là mơi là 5 đêm nó rụt rồi. Giờ cô gói hổm gói tét mỡ không, nay gói tét chuối. Hello, xin chào cả các bạn. Bữa sáng ngày hôm nay quay trở lại thì mình rất là háo hức luôn. Thì mấy ngày trước mình với mẹ mình có quay đống chuối á, thì ngày hôm nay bột chuối nó đã chín rồi. Và món ăn yêu thích của mình ngày hôm nay sẽ được thực hiện, đó chính là món bánh tét chuối. Mấy bạn thấy cái gì chưa? Một thao chuối luôn. Ở đây là một thao nếp luôn. Còn ở đây là vừa cha mình chóc cho mình chút xíu mình nạo. Hôm qua cô Tư đã gọt lá chuối và chẻ dây. Ở đây mấy bạn thấy gì không? Bên này là một nồi nước sôi, còn bên này là một nồi đậu đen. Hello, chào các bạn, các con cháu. Hôm nay lại gói bánh tét ăn chống dịch nữa các bạn, con cháu ơi. Tại vì có chuối chín nhà nè, có nếp, có dừa nhà luôn. Với lại cái này dự trữ được lâu nữa á mẹ. Với gói cho vòng vòng chầm sớm người đòn ăn chơi còn nhiêu để nhà ăn. Nếp này là đang chờ cái nồi nước sôi để mà rút đó mấy bạn. Tôi sẽ chế nước sôi vô để rút nếp nha quý vị. Chút xíu nữa đem đi phơi giống như kỳ bữa mình làm bánh tét mỡ vậy đó. Đã mập ú rồi, chút xíu nó sẽ nở ra mập nữa. Mà nếp này nó có mùi rất là thơm nha, nếp Thái á mấy bạn. Thơm ghê. Quá trời thơm, mới chế nước sôi vô mà thơm. Cha đang đẩy đất bẩn mà nghe mùi thơm luôn kìa, thấy không? Ôi bố cái chuối luôn, mùi đòn đúng. Mùi đòn chuối hả? Ừ. Vậy là mẹ sẽ gói thêm 5 đòn bánh tét chay hả mẹ? Ok, mình sẽ đập trái dừa khổng lồ này ngang nha. Thôi dừa bự dữ gì chơi. Thôi. Lần đầu tiên đập trái dừa mà kêu kinh khủng. Cái nó dày khủng khiếp luôn mọi người ơi. Wow. Trời ơi, mình sẽ nạo dừa nha mấy bạn. Mấy cái trái dừa nào mà nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ lắm nha. Lại là chiên một gói bánh tét cùng cô Tư áo bông. Dắt nước cốt dừa nha. Ăn đợi nếp nó ráo một chút xíu nữa thì mẹ mình sẽ thắng nước cốt nha mấy bạn ơi. Lấy một nước dứt hà. Dạ. Để lên thắng. Thêm vô một tí xíu muối và một tí xíu đường. Cho nó mặn mặn ngọt ngọt. Nếp đã khô rồi nè mọi người. Ngon ghê không? Hồi nãy thao có chút xíu mà bây giờ nó dung lên luôn nè. Dung lên một thao luôn nè. Dư sức 15 đòn nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị xào nếp đây. Bây giờ cô Tư đã đeo khẩu trang vô sẵn sàng chuẩn bị xào nếp. Quên lấy cái khẩu trang xuống đeo à. Ở vòng của các bạn kìa. Ba giá hả? Chắc 4 giá. Ngập luôn mà phải không mẹ? Xào nếp lên chút nấu nó mới trong bóng nó mới ngon. Đoạn xào nếp cho nếp của mình nó chín khoảng 70% hoặc là 60% gì đó, nó thấm nước cốt dừa vô ăn rất là béo và nó rút gọn cái thời gian mình nấu lại nữa. Thay vì mình nấu 8 tiếng 7 tiếng bây giờ mình chỉ cần nấu 3 tiếng rưỡi là ăn. Đúng không mấy bạn? Quá đúng luôn đó chứ hả? Như bánh tét tới rồi các bạn nên nó ăn hoài không nghe. Chỉ sẵn có chuối chín nặng nên gói cho vòng vòng chầm sớm người đòn. Chứ mỗi lần gói là mỗi lần cực mà không lẽ mỗi lần gói 1-2 đòn mấy bạn, gói đại mười mấy 20 đòn luôn. Ví dụ như mình để nhà 4-5 đòn mình ăn rồi mình gửi cho hàng xóm người đòn ăn lấy hảo cho vui mấy bạn ơi. Chứ ở nhà mình gói nhiều quá mình cũng ăn đâu hết, mình chia bớt cho người miếng. Một nắm khi đói bằng một gói khi no các bạn ơi. Lá lành đùm lá rách mà lá rách đùm lá te tua mấy bạn ơi. Mình có đồ ăn nhiều thì mình phải san sẻ cho mọi người. Người ta nói là cái của cho đi mà không có cần nhận lại mấy bạn, cứ cho đi là vui rồi. Mà người có một miếng ăn cho vui mấy bạn. Tại sớm mình có mấy hộ đâu, có mấy nhà à, có 3-4 nhà gì à. Ăn cả sớm cho vui. Nhà mình mẹ mình nói chung là thảo ăn lắm, có gì mẹ mình cũng cho hết trơn à. Chứ nhà mình có mấy người à, nấu chi nhiều. Mà nấu nhiều thì không ai ăn cũng vậy, phải cho người thưởng thức miếng cho nó vui vẻ. Tại vì biết sao không, đồ ăn ngon nấu ra là phải cần người thưởng thức, các bạn hiểu không? Đã trong một mẻ rồi các bạn ơi, đã trong một mẻ rồi các bạn ơi. Wow, thì chỉ cần mình thắng nước cốt lên rồi mình xào nếp thôi mấy bạn. Xào thấy chừng nào mà nó nặng tay thì mình nhắc xuống thôi, đơn giản mà đúng không? Một chút xíu nữa xào xong mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Ăn đặc biệt. Wow. Đây là màu xanh dứa chứ không phải là màu khoa học nha mấy bạn. Được chưa? Được rồi mẹ ơi. Vô đây là xanh lẹ xanh lét rồi. Chút mình gói lớp màu trắng, lớp màu xanh. Tao nói vậy ai biết mẹ tao chịu không? Đòn một đòn màu trắng, một đòn màu xanh nha. Chứ một lớp màu trắng, một lớp màu xanh không được nha. Nặng lắm, nặng lắm. Đây được. Được không? Ghê. Giờ mới thấy Thúy Duy miền Tây sông nước đâu. Văn tầm lớn ra ngoài. Chưa mày có văn đâu, mày nói cô la tao. Từ từ thôi. Tao ôi, xanh này chút tao cho mày nè. Được lắm. Chịu không? Thơm lắm mày. Thơm không? Mùi lá dứa nồng quá tao không ăn được. Mùi xăm dứa mẹ. Vậy hả? Ôi, nó văng cục nếp ra ngoài nè, đậm vô. Tao màu trắng đi. Trắng tinh khôi. Trắng tinh khôi không đậu nha. Mẹ mình sẽ gói hai cái đòn hay ba cái đòn, hai đòn thôi, tao một đòn uống một đòn. Màu rồi. Trắng tinh khôi, không đậu không chuối, chỉ nếp thôi cho Duy, tại vì nó là cô bé không thích ăn đậu. Chúng ta lại có đội hình như ngày nào. Vẫn là cái đội hình cũ, không sai gắt co nha mọi người. 101 101 nha, không mình sai gắt co. Mình là 1, mẹ mình số 0, Duy là số 1, đội hình 101 bánh tét làm tới. Hôm nay tao số 0 rồi nha, không còn là số 1 được. Vậy là 3 số 0 luôn. 3 số 0 luôn nha. Gọi là không làm là không có ăn. Nay 3 số 0 nha, nay hết 1 nổi rồi. Đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ gói bánh tét chai rồi mới trộn đậu vô. Wow. Nếp rất là ngon. Ê màu này tươi quá Duy. Có trộn đậu vô đây không cô? Có. Trộn gói bánh tét chuối luôn mà. Màu xanh tờ gói bánh tét chuối luôn á. Mẹ tao hôm qua chẻ 15 đòn. Chút cái 11 cái này nấu lên cái nó màu đỏ tươm ra, cái này màu xanh nè, đẹp lắm luôn á. Phải chỉ làm được 2 lớp 2 màu. Được mà. Làm đi cô. Chút mẹ làm tiệm tao bán vậy không á. Cái ở ngoài màu trắng trong màu xanh, cái tới màu đỏ. Màu tím tím. Ừ. Màu tím là mấy cái đó người ta hấp chín hết rồi. Thí dụ ta xào vậy phải không? Cái ta hấp chín rồi người ta chỉ cần ép vô rồi gói cột lại nữa là người ta hấp một lần nữa là được. Người ta làm nhiều màu lắm, màu xanh, màu tím. Người ta không có nấu qua nước. Mày khoái ăn đậu kho nếp không vậy hay gì? Khoái. Ngon lắm hả? Còn nè còn miếng. Chứ bữa mẹ không có ăn hả? Có đâu ăn. Bữa ăn cái chai không tao ăn có đó. Đậu không à. Thì có đậu cũng vậy gì. Nhưng tại mà... tao không ăn đậu được. Kia béo hơn phải không? Béo không? Ngon lắm. Hàng tiền Phú không mê sao được. Phú mê, Phú dành ăn của tao hết luôn. Mắc cười quá là tối. Hồi tới tao kể cho mẹ tao với cha tao nghe. Bây giờ thằng Phú ở nhà nó khóc nó không chịu ngủ. Nó khóc nó không chịu ngủ mà. Bà chửi nó má, bà nói để tao điện tiên kêu nó về rước nó, mày lo mày vậy mày thay đồ đi. Chẳng rước đi luôn á gì? Mày đi theo nó luôn. Khóc mày. Anh Tư của người ta. Ok, lấy đậu qua để vô nếp mấy bạn ơi. Đậu tới đây quý vị ơi. Nè, cho chia. Cô Tư đổ đi. Chia. Cô Tư chia đi không đó chia. 73. 73. Đây 7 bên đây 3. Đúng rồi. Đi được chưa? Được rồi, được rồi. Tích thôi. Bà Thúy Duy miền Tây sông nước sẽ trộn đậu vô cái nếp màu xanh cho mình. Nhiều không? Rồi. Bên đó nhiều không? Được rồi. Được không? Từ từ. Qua bớt không? Được. Được rồi. Tại vì cái thao nó nhỏ á. Duy Duy cô nương. Còn nóng quá ha. Thôi đẹp quá gì vậy? Ôi nhìn nhúng như sôi đậu vậy trời. Còn này cũng sôi đậu luôn nè. Quá đỉnh luôn. Bây giờ chuẩn bị múc nếp cán vô cho mẹ gói thôi. Để cho con chén nè. Ok. Ok luôn. Đây. chút vô cho con. Rồi, chuẩn bị hành trình gói bánh tét tiếp tục. Đang quay 5 lát này. Quay bình thường. Quay bình thường thì các bạn sẽ thấy cái tiến độ làm việc của mình. Sáng hôm nay dậy sớm nào vừa muốn chết luôn nè. Bây giờ là trưa rồi, 11 giờ rồi. Còn chút xíu nữa tầm 1 giờ là nấu tới chiều 4-5 giờ là được. Đúng không mẹ? Ừ. Nếp bữa nay nó hơi dẻo luôn á. Dẻo hơn bình thường. Mày biết gói không? Tao mày cán 2 màu coi, được không? Được. Mỏng mỏng thôi. 2 màu thì phải lấy nửa chén. Tao lỡ lấy một chén rồi. Vậy hả? Gì? Em có làm cái gì đi nữa, em có sai cái gì đi nữa thì em cũng xin chấp nhận. Cần cù thì cù siêng năng, có làm thì mới có ăn, không làm rồi có ăn thì ăn năn. Ăn năn sám hối chứ không phải ăn cái đầu mùi hả? Ăn năn, tại vì không làm mà đòi có ăn, là không làm mà đi dành ăn với người ta thì có nghiệp thì phải ăn năn sám hối chứ làm sao. Giống như là đừng anh em gì, anh em máu mủ tình thân gì đó, đừng rì ruộng róc bờ ao, anh em xào xáo đau lòng mẹ cha. Gửi tới mấy người nào mà dành đất trong gia đình rồi đó, anh em ruộng đất, anh em máu mủ tình thân, đừng gì ruộng đất bờ ao, anh em xào xáo đau lòng mẹ cha. Hay không? Wow, đỉnh cao luôn ấy. Còn nhỏ mà thâm thúy như tao đâu phải dễ mà. Nói một câu mà đụng chạm biết bao nhiêu người. Nhiều khi thấy mình cũng nghiệp, nhưng mà cái đó là sự thật nha mấy bạn. Rồi, ngon quá. Cái này chắc nấu mau hơn kỳ bữa, nấu này 3 tiếng là được á. Nếp này nó ngon quá trời. Ok, cho chuối vô. Ok. Trời ơi, bây giờ cô đang gói bánh tét cái chồng á, mà con Duy giờ nó thèm cóc quá các bạn ơi. Bây giờ cô ra cô hái cho nó vô gọt nó ăn liền. Quá trời cóc luôn, giờ hái chỗ nào? Hái chỗ nào quá. Bên đây nè mẹ. Mẹ, cái đầm bên kia bự lắm luôn á. Đầm trên đó đó. Cái gì? Cái gì cây cóc nhỏ xíu mà đầm đầm dữ hả? Nè, mấy cái đầm này nè. Mấy đầm này già dữ lắm rồi. Không, cái đó không bự mà. Ừ đúng rồi. Trời ơi, ta tưởng nó cây cóc cao lắm luôn á. Trời ơi, cái cây cóc lùm tè bà nội ơi. Tài sản quý giá. Đó. Hái cho nó ăn đùm vậy thôi hả? Đâu? Cái đùm bên đó nó già rồi mẹ. Đúng rồi, cái đùm đó đó. Dạ. Đúng rồi, cái đùm nó già rồi đó. Đùm này già nữa nè. Đó. Vậy mà nó tưởng cao lắm, nó không dám ra. Không phải tao. Sợ ma hay gì? Tao sợ ma. Đó. Con ăn hết hay nữa. Có con ma nữ hai đầu kìa. Cho con chùm đó nữa đây. Con chùm bự chà bá nè, hái luôn. Chùm nào bự chà bá? Chùm bự chà bá già trên này nè. Già gì già? Già khằng à. Chưa. Chưa hả? Chưa. Được rồi. Ăn hết rồi làm nữa. Nhiều quá ăn nhé. Bạo lần luôn, lỡ ngâm mà. Cây này. Là cái còn cây nữa kìa. Trời ơi dữ quá. Gì? Trời ơi cóc cô dữ. Cây này coi nhỏ vậy chứ nó già rồi, nó lâu năm lắm đấy. Đấy, cái chùm nó già đấy. Ôi bên này. Bóng. Đó, cóc thôi, cóc. Thôi hái hết cái chùm này đi, cái cây này đi. Cái cây này nó quá trời già rồi. Tính ra lâu lắm rồi đó nè. Ừ. Mấy cái này là nó già rồi. Tại kêu cóc hái mà đâu à, mình đâu để nó bự được vậy đâu mà. Kìa cái chùm đó luôn mẹ. Ok. Ê cô kìa. Mấy nhỏ này ăn nè, này ăn chua là biến lắm nha quý vị. Biến rớt thay hết luôn rồi. Hôm qua ai mà đăng ký đòi làm rễ của cô Tư, con nhỏ con gái đó, của cô Tư, con gái rượu cô Tư là biến lắm nha. Nhỏ đó để nuôi chứ không gả, gả về người ta trả về gấp. Rồi đủ chứ. Thêm chùm này nữa đi. Chùm này chín dữ lắm rồi. Trời ơi, nói chứ con ghét ăn chua lắm nha. Thế ai gọt làm sẵn thì con ăn. Rồi vô. Không như mày quá tao đầy. Có chanh có tắc hiếu vậy rồi xuống đây hái luôn. Nhà này có gì cũng có hết trơn á. tiền không có thôi. Không, tiền thì không có chứ cái gì cũng có đó. Cho mày rổ lựu đạn. Tiễn mày lên thiên đàng. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Mày tươi nghe bài đó hả? Sao? Bài gì đó? Bài bài gì đó thiên đàng đó. Kìa mày. Chuối tay gì kìa. Đâu bữa nay đâu ăn chuối đâu. Trời ơi chứ vừa khô. Rồi, giờ người bào cóc, người gói bánh tét nha mấy bạn. Giờ cô vô gói bánh tét. Thật là thú vị. Hái cho nó rồi, giờ nó thèm quá rồi cho nó ngọt nó ăn. Ăn này giảm cân nhiều lắm á. Tao rảnh là tao sẽ ép uống. Tóm lại là cái đòn nó rất là cục và rất là nhiều chuối á. Một đòn của cô Tư bán là nó vô rồi mà mua ngoài chợ là lỗ á. Bán mình lỗ người ta lời hiểu không? Cô Tư bán rẻ đó, với lại làm đồ ăn ngon có tâm nữa. Hồi xưa tôi đi bán cam á mà mấy bạn tin không? Người ta mua á, người ta đặt 2kg, 3kg rồi người ta kêu mình vô bịch rồi mình ghi đặng mình giao. Mà hễ ai mua 2kg thì cần 2,5kg, mà ai mua 3kg thì cần 3,5kg. Vừa bán vừa cho. Cô bán vậy không? Bán mà không thêm nằm đêm ngủ không được các bạn. Bởi vậy sao giàu. Người ta bán người ta còn cân thiếu. Ví dụ người ta bán 2kg mà người ta cần 1,9 kg, 1,9 kg 50. Mình đồ vườn, cái nhà lá vườn. Còn cô Tư mấy bạn 2kg, thôi cho trái đi, cái ra 2,3 kg. Thôi cho trái nó đi, ra 2,4 kg. Còn có 5kg, cần cho 6kg luôn. Thí dụ ai mà mua 5kg là mình được 6kg luôn. Dư mình bàn ăn có uy tín khi này còn khi khác nữa. Bởi vậy thí dụ bữa đó mà đi bán 30kg cam dám chở 50kg luôn á. Mà công nhận đó sao mà mình liều ghê. 50kg cam mà chở từ đây lên trên Tân Hương ngay cổng công ty luôn. Đỉnh thiệt. Chạy ta nói một mình tao bà chạy cái làng giữa sát bên cái làng mà xe tải chạy luôn á. Gió nó bay mấy cái 4 cái vỏ ở hai bên nè, còn chiến giữa một cái nữa mà chắc chạy quyết liệt. Tự nhiên siêu nhân nữa. Mấy ông chở đồ chưa chắc chở lại tao luôn á. Vậy rồi tao chạy dữ lắm, tao sợ người ta tan ra kẹt xe. Cái xong cái ta ra cái tao giao cam cho người ta, trời ơi vui. Cái tao cầm tiền chạy về ăn tô phở qua đã. Ủa má bán cam bằng phở đó má. Bán 1kg cam có 15.000 à, quất tô phở 45.000. Má mày ăn gì ông nội người ta vậy? Tại tô phở 30.000 thêm chén táo hột gà. Ăn tô phở không đi là được rồi. Bi quá trời chở. Quá mệt. Ăn bồi dưỡng. Lên bồi dưỡng liền. Á là thấy hết nhiêu rồi, 45.000 hết mấy ký cam rồi. Cầm mẹ tao cho nữa chứ. Rồi lớp nào cho nữa. Bán gì đam mê. Giờ đó bụng quá, bây giờ đó bụng quá, nấu mì ăn nha mấy bạn. Hành trình gói bánh tét vẫn chưa xong. Học gà chiên hấp dẫn quá mọi người ơi. Gói bánh tét một đứa thì thèm chua, còn đứa thì đói bụng. Còn đứa này giờ mát và lựa ra không ăn đậu giờ lựa nếp ra. Hồi nãy lựa 2 đòn nếp màu trắng rồi mà thấy màu xanh này đẹp quá cho nên lựa thêm đòn màu xanh nữa. Sắp xong rồi đó mọi người, thấy gói hết chuối rồi chưa? Ok mấy bạn ơi, bây giờ đã xong rồi, chiều luôn rồi nha. Giờ 2 giờ chưa Duy? 2 giờ chưa? 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi nha mấy bạn. Bây giờ sẽ để lên nấu nha. Tính 10 đòn mà ra 15 đòn rồi cuối cùng là bây giờ là cuối cùng là 19 đòn nha. 19 đòn. Chốt đơn 19 đòn nha. Mình đã nhóm lửa sẵn sàng rồi, múc nước sẵn sàng luôn rồi. Bữa nay sẽ nấu dưới nhà chòi nha. Nấu sát bên nhà chòi luôn nè mấy bạn thấy không? Tối có gì ngủ giữ cái nhà chòi chứ sợ gió vô trái cái nhà chòi chắc chết quá quý vị ơi. Chết em luôn quý vị. Ba đòn chai gì à? Đâu? Đây nè. 3 đòn chai của con màu đỏ. Đỏ, còn cái này là có đậu phải không? Ừ, cái đó là màu xanh là có đậu, màu đỏ không đậu. Tiếp tục hành trình gói bánh tét. Mấy bạn đố mấy bạn thấy tôi cột đòn nào đẹp nhất là của tôi á. Để nằm luôn hả mẹ? Luôn. Nhập nước lại chín hết. Thì tới chuối vô nè. Chuối nằm trên hả mẹ? Trên. Gì từ từ đi. Làm cái gì? Từ từ thôi Như. Ủa, con lớp con lan. Ủa mà không có để đứng đó hả cô? Không. Để đứng để gì hết. để vậy rồi mình có phải chở không? Chút bà chăm nước. Không. Con ngờ một hôm nước lên nước lên. Hết chưa? Dạ hết rồi. Đưa nó sang sông đi mẹ ơi, nó hát hoài à. Bây giờ mẹ chăm thêm tí xíu nước. Mẹ mới đậy lá chuối lên nè mấy bạn thấy không? Mình chuẩn bị đậy nắp lại nha. Coi giùm tao mấy giờ cái gì? 2 giờ 40 cho 3 giờ hả mẹ? Bây giờ cô Tư đậy nắp lại nữa là xong. Quá mệt đâu cô Tư. Nấu đây hồi nãy mình tính trời mưa là mình đem vô chòi luôn á mấy bạn. Nhưng mà thôi hết mưa rồi nấu ngoài cho nó mát mẻ nha. Ngày mai chúng ta lại có bánh tét ăn trừ cơm rồi các bạn ơi. Bây giờ là 2 giờ 40 thì 3 giờ 40, 4 giờ 40, 5 giờ 40, 6 giờ 40 thì mình sẽ dỡ cái nồi bánh tét ra rồi quay cho mấy bạn xem nha. Rồi sáng mai chắc là để nó dỗ mình lại ăn nó mới ngon á. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ai mà có thèm bánh tét thì để lại comment cho mình biết nha. Bye. Chiều tối luôn rồi mấy bạn ơi, 5 giờ 54 rồi nè. Chiều rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình với cô Tư Ó Bông sẽ khui nồi bánh tét đây. Tan 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 tan. Wow. Các bạn thấy trời tối luôn rồi không? Nhưng mà trời ở chỗ mình 6 giờ là vẫn còn nắng, vẫn còn sáng vậy luôn á. 6 giờ 3 phút. Tên lên đèn thù lù. Không đổ nước vô hả mẹ? Để đó coi sao. Thử coi chín không. Thử giờ mới thử thôi phải không chứ chưa vớt phải không? Ồ. Cô Tư đang rất là nóng lòng các bạn ơi. Cô Tư đang rất là nóng lòng cắt bánh tét luôn. Hai mẹ con mình chưa tắm rửa vậy hết trơn á. Thử đồ bánh tét chai coi sao. Rồi cô Tư bán bánh tét. Nóng quá nha cô Tư. Nóng quá. Ồ. Đòn này xanh không có tráng xanh. Đòn này đòn chai không có nhân chuối đâu nha. Hình như chín lắm rồi đó. Ngon quá nè mấy bạn. Rồi chơi. Thôi khỏi nấu nữa đi mẹ ơi, quá ngon rồi. Là mấy bạn thấy màu xanh này đẹp không? Ngon chưa? Khỏi nấu rửa treo lên. Mẹ, trên mắt mẹ dính bụi kìa. Đúng nào. Rồi. Mẹ ăn thử coi con thấy cái hột nếp còn nha. Để một chút nữa. À. Mấy bạn nhìn thấy cái hột nếp không? Nếu mà bây giờ ăn là được á. Nếu mà để nó dỗ mình 2-3 ngày nữa phải hấp lại nha. Nếp này nó còn nín chút. Quá nóng. Chưa? Thì ăn ngon. Hà để vô chút nữa. Hả? Hột nếp còn. Còn nguyên. Để vô xíu đi. Hột nếp còn nguyên. Vậy là cậu mê hả? Lên lên rửa đầu uống trà trước đi. Mai con cắt chuối con ăn. Ok. Bây giờ sẽ nấu thêm tí xíu nữa nha các bạn. Cho ngon. Nếu các bạn thấy video hay thú vị thì đừng quên để lại cho mình like nha. Chứ ngày mai mình mới ăn. Giờ mình nấu lại chút xíu nữa. Rồi ngày mai mình ăn rồi mình quay tiếp cho mấy bạn xem nha. Ok. Buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye. Mình ăn hết khúc này rồi. Chiều nay mình không có ăn cơm nữa nha mấy bạn. Rồi, chào các bạn. Hello, xin chào các bạn, mình là Phú nè. Gặp bánh tét tao rồi. Mềm rồi. Mềm không hay cứng? Mềm. Ngon quá vậy. Sáng rồi nha mấy bạn. Bây giờ chuẩn bị cắt bánh tét này rất là hào hứng không? Hào hứng. Vui không? Vui. Mừng không? Mừng. Ngày hôm qua có ăn khúc kia không? Có. Ngon không? Ngon. Giờ ăn bánh tét chuối hay ăn bánh tét chai? Bánh tét chuối đi. Chuối đi hả? Rồi còn bánh tét chai để về về nhà bố ăn. Đem về hả? Ghê. Ở sang bắt trước ai trời? Ê Quy. Bắt trước ai hả? Ê Quy. Ê Quy. Bắt trước ai chỉ vô chán rồi. Trời. Ê Quy vô cực. Ê Quy 200 ta. 200 nha. 200 đủ. Trời cô xuống cắt bánh tét. Cô tới luôn rồi nè. Hả? Thấy Phú cắt tóc đẹp chứ. bụng bự không con? Đâu bụng bự đâu? Khoai to đâu? Rồi. Khoai to đâu? Khoai to hỏng, khoai to. Chi nè, khoai to dây nè. Sáng nay gia đình mình ăn bánh tét sớm hả Phúc? Khỏi ăn cơm hả? Bữa bánh tét gì giờ bánh tét nữa hả? Bữa bánh tét mỡ. Giờ bánh tét chuối. Giờ bánh tét chuối với bánh tét chai của Phú đăng ký hai đòn á. Còn Phú thì chỉ ăn chay thôi mấy bạn ơi. Ăn chay, ăn cơm đậu hũ tối ngày ăn cô uống nù. Trời ơi, nhiên ăn đậu hũ con cô uống nù. Gì sắp được ăn bánh tét rồi, bởi giờ hẻm chết luôn. Rồi xích vai ba coi. Dạ. Vừa không? Uống. Phú ăn cái. Uống không? Uống nước gì vừa vậy? Gần hết ạ. Cái mềm không? Mềm. Chúc cho dạng vậy. Vừa tin nó cho chứ 9 giờ sáng. Vừa ba nó cho tao đó. Sao mắt bụp vậy? Mới ngủ vậy. Tối ngủ ngon không? Ngon. Có thèm bánh tét không? Không. Chiều ăn một cút rồi. Wow. Trời ơi, nó tươm ra luôn kìa. Thèm không? Bánh tét chuối ít nếp lắm, chuối nhiều. Tại vì hai trái chuối lần mà. Hấp dẫn. Ủa thấy nếp nhiều mà chín cái nó mỏng hả? Đúng rồi. Nay ăn chuối cho dạ. Nay ăn chuối mê luôn. Ủa mà chuối gì màu đỏ? Chuối sim. Thì khi mình nấu lên là nó ra màu đỏ. Bây giờ nay còn ăn ghiền luôn. Chuối ngày hôm bữa mình ăn chuối xào đó, cái còn đó. Chuối máu gì cũng nổi. Màu đỏ mau. Mát gì đâu. Đẹp lắm mẹ. Lọt quá. À. Sao lọt vậy? Lại vô có màu trắng làm màu trắng nhiều. Rút qua màu trắng. Lại một. À, tại cái đòn nằm trên, đòn nằm dưới á. Không phải. Tại cái màu xanh nó ít, nó nhạt. Màu xanh là nếp mà mình pha lá dứa. Sao hả? Mình nấu một mình nó thì nó đậm ha. Đậm đen, xanh, dứa. Ôi. Rồi vậy là mai mốt mà có nấu màu là không có được nấu như vậy mà là sôi á. Phải không mẹ? Thà gói riêng. Cắt ra thà gói riêng đừng gói hai màu. Hai đầu mà cắt ra dễ luôn. Thèm quá. Tới luôn. Xỉu luôn rồi mà. Hung cà phê quá xỉu luôn. Rồi. Ok cả nhà ơi, bây giờ đã sắc xong rồi nè. Ơi. Dạ. Hết hồn, nhìn vô máy hết hồn, tự nhiên khúc trắng, khúc đen. Hello, chào các bạn, các con cháu. Hôm nay hôm qua cô với Duy với cha Duy gói bánh tét xong rồi nè. Rồi cái cô vớt ra tối giờ xong rồi nè, giờ cô cắt ra nè, mời các bạn con cháu thưởng thức với bánh tét chuối này với gia đình cô nha. Cái chuối. Thôi bây giờ ăn nha, hèm bấy lâu nay hôm qua tự nhiên đang gói bánh tét chuối mà bây giờ xin trái chuối rồi con Di xin trái nữa, mắc cười cũng chết luôn vậy. Chúc đủ gói không? Giờ hiếu chuối. Mà hai đứa không có ăn nhưng mà vẫn hiếu chuối. Mình sẽ ăn cái màu xanh la xanh dứa. Có 10 đòn chuối hả? Còn Phú là ngồi làm nền hả? Không, Phú ăn cái bánh tét chuối nào mà chuối nó màu đỏ, ăn nào cũng màu đỏ đó. Ngon ghê không? Nhìn nó trong bóng luôn nè, mấy bạn thấy thèm ghê không? Nè. Trời ơi, cái này mùa này mà có cái này ăn là xuất sắc luôn á. Xin mời cả nhà ăn nha. Cái muối. Từ từ nha, nó úp xuống đất á. Bỏ bớt lớp. Phú là chuyên gia hậu đậu nha. Mời cả nhà. Vô mẹ. 1, 2, 3, vô 2, 3, ăn. Phú lột chưa xong. Sao lột gì nhanh vậy? Đợi Phú với. Người ta đang lột từ từ thưởng thức. Đợi Phú với. Rồi úp cái bánh. Cô ăn trước đi cô, còn khỏi đợi con. Người ta lột lâu lắm. Lột từ từ cũng phải hưởng thức chứ. Mời các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn. Chọc nhớ. Thôi phần là ngon quá à. bỏ ăn con. Bỏ đậu hả? Đậu ngon mà bỏ gì? Phải không? Ngon quá. Ngon quá. Cứu ngon á. Ngon thiệt không á. Ăn phân màu quá. Màu nè, trà đạo, trà đạo. Có rồi. Chị ba nữa chị. Rồi hết thanh rồi. Nè. Đại Phú Duy. Phú ăn mới nửa phanh nè. Ăn lâu quá. Ăn lần lần không hết. Ăn lại tôi rồi. Phú sợ dướng xương. Giờ người ăn đòn đi. Để ba ăn bằng cô không? Tôi ăn nhiều hơn cô luôn á. Cô hai đòn kìa. Hai khoanh. Hai khoanh. Chị ba mới có một khoanh thôi. Mày mới một khoanh đó, tao mới khoanh này nè. Xuống trễ xíu nữa là không có ăn rồi. Sao cái đòn xăm dứa dẻo hơn cái đòn chuối không có xăm dứa? Tại nó nhiều nếp hơn. Ngon quá. Này ăn ghiền quá. Chuối về, chuối về ăn. Chắc về bữa gói nữa quá trời. Rồi chuối kia chín gói nữa. Đúng rồi. Gói này không cho con, đừng gói bánh tráng mỡ. Con gói 3-4 tờ bánh tráng mỡ cho cha thôi. Ê, em chưa? Xong không, rồi. Không, một phân. Một phân thứ hai. Quá không cốc. Sáng có ăn gì chưa? Không ăn này nè, cho dễ rồi. Sáng đi chờ bụng vô ăn bánh tét hả? Nó khoai là nhét nhiều. Cái đầu. Sáng là nó xuống sớm nhất luôn á. Cả nhà mới dậy là nó tới rồi. Ba xuống tới trước. Ba xuống trước uống trà. Còn nó tới nó cũng vậy, nó nói là 8 giờ rưỡi được không, là nó xuống đứng 8 giờ rưỡi rồi. Xuống đây là ba bắt đầu ba mở điện thoại, ba coi bản tin Covid sau rồi. Cái tới chiều lên ngược trên ba cũng mở điện thoại coi Covid sau rồi. Mà xanh rất là ngon luôn á mọi người. Mà xanh rất là dẻo. Giờ tôi sẽ tới khoanh thứ 3. Hello cô Văn, cô gỗ khoanh thứ 3 kìa. Chuẩn bị. Cô ăn tiếp với cô, đừng để hôi kệ ba. Bụng cô là bộ bộn vệ nhất mà hôi kệ ba. Cha bà quay qua bà ký đầu. Ăn hồng kinh với dục sau đây. Nuôi nó thiệt chứ. Nuôi. Có thằng cháu đáng đồng tiền bắt gạo rồi. Chết thiệt. Để sống cho vui ha. Để sống đi rồi chơi. Làm hài bảo quốc. Hài sao? Nói hài bảo quốc. Ủa sao cái con cộm này nó ít chuối dữ hả? Đây nó là cái đầu á. Con hái đầu nè như cô nè. Đó. Con lấy phanh giữa này nè, chuối nó dữ nè. Hiểu không? Lấy cái khoanh này là tới đây là nó có nửa cục chuối à, còn trên là nếp, hiểu chưa? Không, nếp dẻo không chết. Ngon không? Với kè dừa thôi nha. Như vậy là ngon lắm luôn rồi đó. Đợi nửa tiếng nữa. Nhưng mà đậu như vậy nó cũng còn hơi giòn, ai có gan ăn ngon bùi. Đậu thì cha nó hết rồi. Đậu vậy là ngon à. Cha của mình, cha của con thì không phải đậu vậy. Có ông bảy cha mình thì ông phải ăn đậu mềm. Đâu? Chốt treo gần cổ 4 đòn, xách tại con đen rồi. Đặng chở bánh tét về. Lát về đấy thì ập đi chở. Ghê. Sẵn thôi ta xách về nhà luôn, về nhà xách về đạp xuống chợ. Làm vậy cho vui. Không ăn thể dục. Hai đòn. Rồi. Từ từ để ăn. Ê, rồi nói nó mắc kẹt. Dướng hộp đậu. Ăn rồi nói. Đang lừa hộp đậu ra. Ủa lấy trà đàm đạo. Đúng rồi, trà đàm đạo. Ba phần. Giờ ăn bánh tét xong uống nước trà nha các bạn con cháu. Mời các bạn con cháu uống nước trà. Ủa giờ nãy giờ con mấy phanh rồi trời? Chắc nửa đòn quá. 3 phanh. Không, con mới ăn 2 phanh nữa. 4 phanh. Mẹ 3 phanh. Hẳn bà bánh tét không nhìn mẹ rồi mốt giống cái đòn bánh tét. Có sao đâu, bánh tét ăn ngon mà. Mà bánh tét mình để lâu được nữa. Cái này gói từ sáng tới chiều luôn nè. 9 tháng là nguyên 1 ngày đó. Rồi mình để trong tủ lạnh gì mình ra chiên ăn. Rồi. Thì tới tối vớt không chịu nguyên ngày. Rồi tới sáng về vớt. Thôi ăn khoanh nữa đi nghỉ nha. Chờ nó nửa đòn luôn. Ăn đi. Không. Phú khoanh nữa. Phú khoanh rồi. Phú ăn khoanh. Còn thứ hai. Nè cái này chuối nhiều nè. Đốt cho con miếng trà con. Con ăn mấy cái màu trắng. Uống nước trà từ bé. Cha ăn cái đòn màu trắng này nó mềm, cha ăn được không? Cái đòn này không có díp ranh dứa. Trời ơi trời ơi. Có díp nhiều vậy. Cái đòn nào nhiều chuối. Nè. Nè, cái phanh này nhiều chuối. Ăn nuốt vô nha, không có nhơ ra nhơ vô nha. Nhiều chuối á. Thấy hả? Nè, mày lù ra lù vô hoài kìa. Từ từ, ăn từ từ. Thôi, bỏ hỏng. Ngon. Tính không chịu thua ra hay gì vậy? Dí ra hay gì vậy? Hú hết dĩa này luôn tới giờ. Rồi sao cô không ăn nữa cô? Ba phanh rồi. Trời, tự nhiên cô bỏ đồng đội. Bỏ cuộc. Tại vì cô đã có một thao cơm trong bụng. Gói mì. Mì hả? À, chứ không phải cơm hả? Cái bụng quá à. Hôm qua đâu có ăn cơm. Chiều qua mày chơi bó mập bó nhịn đói buổi chiều đó. Phi ăn nha. Phi ăn gì? Vậy bán mì á. Ăn gì? Đó chị ba mới nói Phi về ăn mì gì kìa. Phi 4 giờ mới ăn. Sáng ăn mì rồi, hồi nãy ăn nữa hả? Hồi sáng này mới ăn, hồi nãy đó. Hồi nãy là trễ rồi mà đâu có không giờ. Ừ, ngon quá. Bởi mấy rồi. Giờ con thêm cái khúc này nữa là con đã rồi đó. Rồi con chưa ăn cái mì này. Rồi con nửa đồ cũng tát rồi đó. Rồi. 5 phanh rồi. Đứa kêu chị ba chạy ba bạc bao nhiêu lần? 5 phanh rồi. Ngày mới có 2 phanh, phanh này phanh thứ 3 rồi. Thứ 3 rồi phải. Ôi. Bóc cột, bóc phét. Cười mía. Em còn bé lắm, đừng bóc phét em ơi. Ra bây về có đi đâu chưa? Cho ông đi nha. Ông giờ ông lén dẫn xe ra ngoài đâu. Ơi, mấy bạn ơi, mình nâu quá hà. Tính ra một đòn cắt ra biết bao nhiêu phanh không mà giờ còn có 5 phanh à. Ngon không? Cảm ơn cô Tư đây, qua cô Tư đây. Cảm ơn cô Tư. Đó, cô Tư với ba mày cột á. Lại là đội hình gói bánh tét quen thuộc. Hôm qua không còn Phú xuống nha, có nó ở nhau dứ nữa. Ngon nhưng có nó chắc tới Phi mới có xong. Nó hỏi dữ lắm. Đi á. Con gì mà ăn gì vợ ngủ chưa vậy các bạn ơi. Để chúng ngủ dậy nó ăn bánh tét chay. Nó ăn bánh tét không có đậu. Mình nhà mình tính gói có 10 đòn à. Mà cuối cùng nó ra 15 đòn. Xong thêm 4 đòn nữa là 19 đòn đúng luôn á. Mấy đòn chay. Đúng là 19 đòn luôn á. Tại Nếp với Dư. Vậy em nói 3 đòn chay. 4 đòn chay. 3 đòn à. Dì con 2 đòn. Dì nó ăn đòn à. Dì nhưng có ham ăn. Nó không phải, nó không có ăn nhiều. Nó ăn cái 2 đòn bánh tét. Ăn lù lù ớt quá. Đăng ký 2 đòn bánh tét mà một đòn là không chịu. Ừ, đăng ký 2 đòn. Nói không? Ngon. Thôi nghĩ gì? Ngon quá. Rồi uống nước trà đi vậy. Ngon bể bụng luôn. Quá mê à. Đã chưa? Chuối ngon hay là nếp ngon? Chuối ngon nếp. Chuối nếp gì cũng ngon hết. Rồi ơi nhìn ăn mà tưởng tượng về. Trời ơi mình đang ngồi trên thiên đàng. Bữa nay là nó về nó ăn cơm. Nó thiên đàng. Đây này về ăn cơm là nó sẽ cắt bánh tét ăn nữa. Chắc vậy. Nó là chuyên gia ăn cơm xong rồi không có đậu. Sao biết hay hả? Không có đậu. Tao bấm cái tay là tao biết luôn. Ăn ngon dữ hả? Chút xíu tối ăn ngon dữ hả? Có cắt cái đầu bánh tét chuối ăn. Hai. Tối có cho gì ăn không? Không có ăn cơm. Qua bà còn nói bữa mua 2 trái sầu riêng về mà không cho ăn, tối ngủ không được, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, ngủ không được. Trời ơi, tao nói nó hơm nước cái mũi. Vậy mà để đó sao chịu nổi phải không? Thà cho ăn đi, sao dê làm vậy hả? Thà cho ăn đi, ăn sầu riêng còn hơn bị hành hạ. Ok mấy bạn ơi, bây giờ cái kết thúc video đây nha. Nếu mấy bạn thấy video hay thì mấy bạn để lại cho mình một like nha. Trong thời điểm này mình nghĩ là ai cũng thích ăn bánh tét hết trơn á. Bánh tét nó đỡ, nói chung là lâu lâu ăn nó thay đổi khẩu vị. Chán cơm thì hèm bánh tét cho nó ngon nha. Để ngày mai gia đình mình sẽ suy nghĩ nấu bột sò bánh canh gì đó ăn cho đỡ nha. Ở nhà ăn cơm hoài thì mình nhớ nồi cơm mình cũng ngán lắm mấy bạn. Thiệt không? Thôi video tới đây dừng nha các bạn. Các bạn thấy video là nhìn nó gói bánh tét chuối đi hay á. Các bạn like cho nó ăn like, bấm nút cho nó nha. Đoạn nó có động lực đó, biến chế nhiều món bánh nữa cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho ba mẹ con cô luôn nha các bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye 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 cho người đoạn bye 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 tết nè mấy người nè cho người đoạn ăn chứ này nó vui quá chứ mười mấy đòn cô cũng đâu ăn hết. Này nó vui quá mẹ, thôi này nó ăn bánh tét nó vui quá vậy ngon. Lúc nào cũng vui rồi. Bye bye ai, bye bye mẹ, bye bye lẹ anh Tiên đi kìa. Bye bye rồi Tiên về trời nha. Tiên đi rồi kìa. Trời đi. Tiên đi kìa. Ghẹo em nữa mày ơi. Rồi chết mày. Rồi. Khá đang chuẩn bị khóc nữa. Giờ ai thèm khóc. Lè con mắt gứng thôi liền ôm rồi. Kìa, trốn rồi. Rửa mặt. Bây giờ khỏi mua xe cho con nha. Kìa kìa. Phú. Khỏi mua xe bạo 500 mẹ chứ rồi. Trước mắt lưng chồng rồi kìa Tiên. Ôi. Trời xong. Hả có xe chơi. Không rồi kìa Tiên. Tại sao hóc hoài vậy? Con trai mà hóc hoài vậy? Giọt nước mắt rơi chứ anh đâu muốn đâu. Má cãi rồi, má cãi rồi. Đừng không, đừng buồn nghe em. Mày ơi, hái mày vừa ghẹo em quá. Khóc cho người ai khóc cho anh. Tâm thân này sương gió bụi trần. Chạy sốt chạy luôn. Ơi. Tắt thì Như. Tắt đi. Ha, ăn bánh té xong rồi 3 giờ sẽ xếp bánh té về và đi cho mọi người. Cho ai? Cho ai được? Cho bà Tư. Cho bà Tư bốn. Mày theo. Mày theo. Bà Tư rồi thì tiếp số 4 như vậy.